lấy đi nhanh tay để lại số điện thoại cho em là H5 đỏ hoặc H5 xanh kèm số điện thoại nhé. Một dây chuyền kèm mặt cao cấp như này, chất liệu vàng non như này, giá niêm yết của nó đang là 1.350.000. Ở trong livestream này em tri ân giảm giá ngay cho mình với giá 250.000 nhé. 250.000 một dây chuyền kèm mặt như này, em tặng mình thêm một chiếc lắc tay đá đẹp tuyệt vời như này, tặng thêm một đôi bông tai nữa cho chị nào chia sẻ livestream. Nhanh tay để lại số điện thoại cho em là H5 đỏ hoặc H5 trắng kèm số điện thoại, chất liệu vàng non cao cấp, có một thẻ bảo hành này, đến tận nơi mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nhé. H5 kèm số điện thoại ngay dưới này cho em. Đấy, các anh chị yên tâm cho em, tất cả đều là chất liệu vàng non cao cấp nên mình đeo tắm giặt thoải mái, đi mưa đi nắng mồ hôi muối thoải mái, không bao giờ bị hoen sỉ luôn nhá. Để lại số điện thoại cho em là H5 đỏ hoặc H5 trắng kèm số điện thoại, chọn bộ 3 sản phẩm như này với giá chỉ còn 250.000 thôi, quá đẹp quá sang này. Thứ nhất là một dây chuyền kèm mặt cao cấp như này, đá ruby bao bọc xung quanh là đá như này, giá là 1.350.000, em giảm ngay trong livestream là 250.000, tặng cho các chị thêm một lắc tay đá đẹp cao cấp như này, tặng cho các chị thêm một đôi bông tai nhãn chọn bộ nữa với giá chỉ còn 250.000 thôi nhá. Để lại số điện thoại cho em là H5 đỏ hoặc H5 trắng kèm số điện thoại ạ. Chị Bùi Hiền này, mình lấy H5 đó ok lên đơn ạ. Nguyễn Thu lấy H5 xanh ok lên đơn cho mình này. Nguyễn Linh này nhận được H5 màu đó đẹp lắm này, ok tình yêu. Chị nào lấy cứ để lại số điện thoại cho em là H5 kèm số điện thoại, em chỉ có 100 bộ thôi nên là lên tri ân cho mình nhá. Một dây chuyền kèm mặt như này giá là 1.350.000, giảm ngay trong livestream này cho mình là chỉ còn 250.000. 250.000 tặng ngay một đôi bông tai đá rất là đẹp, chất liệu vàng non này, tặng tiếp một chiếc lắc tay đá như em đang đeo nữa ạ. Rồi đấy là số điện thoại cho em là H5 đỏ hoặc H5 trắng kèm số điện thoại nhá. Có một thẻ bảo hành này, thẻ bảo hành này đến tận nơi mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em là hai này. Thứ hai nữa là thẻ bảo hành này bên em có thu mua lại 80% nếu chị nào không muốn sử dụng nữa. Và làm sao ạ? Đến tận nơi mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nhá. Chất liệu của nó vàng non cao cấp nên các chị yên tâm cho em, mình đeo quanh năm suốt tháng không bao giờ bị hoen sỉ luôn ạ. Đá ruby rất là sáng này. Đấy, biểu tượng đá ruby thì lại là hút tài, hút lộc, bình an cho người đeo nhá. 250.000 chọn bộ 3 sản phẩm. Một dây chuyền kèm mặt, một đôi bông tai và một chiếc lắc tay đá như này, quá đẹp như này, nhanh tay để lại số điện thoại cho em là H5 đó hoặc H5 trắng kèm số điện thoại nhá. Chị Nguyễn Minh này, H5 xanh em lên đơn cho mình này. Rồi chị Nguyễn Thúy này, H5 đó mình nhận được rồi, đẹp lắm, cảm ơn tình yêu này. Nhanh tay để lại số điện thoại cho em là H5 đó hoặc H5 xanh nhá. H5 đó hoặc H5 xanh kèm số điện thoại, nhân viên của em sẽ lên đơn cho mình với giá 250.000. Còn chị nào chia sẻ livestream, em tặng thêm một đôi bông tai đá và một chiếc lắc tay đá nữa nhá. Đủ size đủ số cho tình yêu luôn, đẹp quá các chị ơi. Mẫu này đeo lên thì quá là sang đấy ạ. Đeo lên cổ sẽ như này nhá. Ôi trời ơi, đẹp tuyệt vời mặt trời chưa ạ? Rồi đấy là số điện thoại cho em là H5 xanh hoặc H5 đỏ kèm số điện thoại, nhân viên của em sẽ gọi điện lại tư vấn cho mình nhá. 250.000 một dây chuyền kèm mặt như này, tặng thêm một đôi bông tai này, tặng thêm một chiếc lắc tay này. Đấy, rồi đấy là số điện thoại cho em, chất liệu vàng non cao cấp, có thẻ bảo hành nhá. Chị nào không lấy thì quá tiếc ạ. Thu Uyên này, H5 xanh lên đơn này. Rồi Bùi Ngọc này, H5 đỏ đã có số điện thoại lên đơn này. 250.000 một dây chuyền kèm mặt như này, lại còn được tặng thêm một chiếc lắc tay này, lại còn tặng thêm một bông tai đá nữa này. Rồi nhanh tay để lại số điện thoại cho em là H5 xanh hoặc H5 đỏ kèm số điện thoại ngay bài viết này cho em nhé.